Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối thứ ba, ngày 8 tháng 1 năm 2019 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình Thời sự tối nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Nhiều phong trào mô hình toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được triển khai, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Lâm Đồng, 10 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội. Lâm Hà và câu chuyện phát triển du lịch. Thấp thỏm chờ thưởng Tết 2019. Câu lạc bộ nuôi dạy con tốt ở buôn làng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay 8 tháng 1, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Ông Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, Thiếu tướng Bùi Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Ông Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ban ngành, các địa phương đã đến dự. Trong năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tiếp tục được cấp ủy đảng, chính quyền, ban chỉ đạo các cấp quan tâm chỉ đạo toàn diện, với nhiều hình thức, biện pháp đa dạng, sáng tạo, phù hợp với từng ngành nghề, từng lĩnh vực, địa bàn. Đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, giữ vững ổn định chính trị, kiềm chế và làm giảm tội phạm, các tai nạn tệ nạn xã hội, góp phần thúc đẩy phong trào có bước phát triển mới. Năm 2018, toàn tỉnh đã tổ chức trên 2.100 buổi phát động phong trào với 263.000 lượt người tham dự, có trên 1.400 khu dân cư, xã, phường, thị trấn, gần 1.760 cơ quan doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn văn hóa, an toàn về an ninh trật tự. Thông qua đó, đã xuất hiện các mô hình, gương điển hình tiên tiến, cung cấp gần 2.000 tin có giá trị, giúp cơ quan chức năng của tỉnh và các địa phương điều tra, khám phá trên 590 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt giữ trên 1.000 đối tượng, v.v. Các phong trào họ đạo 3.0, hội đồng bào tự quản về an ninh trật tự ở vùng đồng bào dân tộc, vùng tôn giáo đã được nhân rộng và phát huy hiệu quả. Các địa phương, các doanh nghiệp trong tỉnh cũng có những mô hình hay, cách làm sáng tạo, năng động với hình thức đa dạng phong phú, với các mô hình tự quản về an ninh trật tự được phát động rộng rãi ở các khu dân cư, được nhân dân đồng tình ủng hộ và đánh giá cao. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tham luận của các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến, tập trung đánh giá những thành tích đạt được, trao đổi sáng kiến, bài học kinh nghiệm và đề xuất giải pháp để vận dụng vào việc tổ chức, thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong những năm tiếp theo. Để phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong giai đoạn tới đạt kết quả cao, ngoài việc tập trung tuyên truyền, vận động với nhiều nội dung hình thức phong phú, phát biểu kết luận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đoàn Văn Việt chỉ đạo các đơn vị, các địa phương cần triển khai các nội dung biện pháp nhằm xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phù hợp với từng địa bàn, từng lĩnh vực, nâng cao chất lượng, hiệu quả, phối hợp giữa lực lượng công an với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tiếp tục xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình hay, cách làm mới về đảm bảo an ninh trật tự trong các cấp, các ngành, địa bàn, cơ sở và quần chúng nhân dân. Lồng ghép phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các phong trào thi đua khác để đảm bảo phong trào phát triển bền vững, lan tỏa, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ phong trào ở cơ sở. Qua đó, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống tội phạm, đảm bảo tiếp tục kiềm chế và làm giảm tội phạm, góp phần tích cực trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018, Bộ Công an đã tặng cờ thi đua xuất sắc cho 3 tập thể và bằng khen cho 12 tập thể. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc cho 3 tập thể, bằng khen cho 41 tập thể cá nhân. Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 73 tập thể cá nhân. Bộ Công an khen thưởng phong trào 10 năm xây dựng mô hình điển hình tiên tiến cho 3 tập thể, 2 cá nhân. Khen thưởng phong trào 2 năm cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới cho 2 tập thể, 2 cá nhân. Trao 148 kỷ niệm chương bảo vệ an ninh Tổ quốc cho các cá nhân đã có nhiều đóng góp trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đặc biệt, Công an tỉnh Lâm Đồng vinh dự được Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc trong phong trào vì an ninh Tổ quốc. Thực hiện Nghị định số 100 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, tỉnh Lâm Đồng được bố trí 10 tỷ đồng để thực hiện chương trình cho vay đối với các đối tượng có nhu cầu vay thực hiện xây dựng nhà ở xã hội, mua, sửa chữa, xây dựng nhà ở.
Theo đó, các trường hợp thuộc diện đối tượng cho vay bao gồm người có công với cách mạng, người thu nhập thấp, hộ nghèo, hộ cận nghèo tại khu vực đô thị. Có đủ hồ sơ chứng minh về đối tượng, thực trạng nhà ở, điều kiện cư trú, thu nhập, được hưởng chính sách nhà ở xã hội. Mức vay tối đa cho chương trình tín dụng này khoảng 400 triệu đồng và dự kiến sẽ tăng theo nhu cầu của đối tượng vay. Cũng theo Ngân hàng Chính sách Xã hội Lâm Đồng, mặc dù mới triển khai được gần 5 tháng nay, tuy nhiên đến nay đã có hàng trăm đối tượng có nhu cầu về vốn đăng ký vay nguồn vốn này. Việc có thêm một chương trình tín dụng cho vay nhà ở xã hội mà Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam đang triển khai sẽ giúp cho các hộ gia đình, hộ nghèo, hộ có thu nhập thấp có thêm điều kiện để tiếp cận nguồn vốn nhằm thực hiện việc mua nhà, sửa chữa, xây dựng nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu về nơi ăn chốn ở, giúp họ ổn định cuộc sống. Nhằm để tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên tốt nghiệp ra trường đạt kỹ năng nghề chuẩn quốc tế, đáp ứng được nhu cầu thị trường lao động trong nước và xuất khẩu, tạo việc làm có thu nhập cao cho người lao động, góp phần phát triển kinh tế xã hội, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa phê duyệt dự án đầu tư nghề trọng điểm đến năm 2020 của trường Cao đẳng nghề Đà Lạt. Theo đề án sẽ tập trung đầu tư 3 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế, gồm nghề công nghệ sinh học, nghề công nghệ ô tô và nghề kỹ thuật chế biến món ăn. Với tổng mức đầu tư giai đoạn 2019-2020 là 23 tỷ 800 triệu đồng. Trong đó đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động dạy và học là 1 tỷ. Đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị đào tạo các ngành nghề là 20 tỷ 500 triệu. Đầu tư đào tạo bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý 1 tỷ 500 triệu đồng. Số tiền còn lại đầu tư chi phí khác. Nguồn vốn đầu tư trên được trích từ nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ dự án đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp thuộc chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp việc làm và an toàn lao động thuộc giai đoạn 2016-2020 là 19 tỷ đồng. Ngân sách địa phương cân đối từ nguồn kinh phí chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo là 1 tỷ đồng. Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị là 3 tỷ 800 triệu. Thời gian thực hiện dự án đến năm 2019-2020 do trường Cao đẳng nghề Đà Lạt làm chủ đầu tư. Thưa quý vị, với lợi thế là địa bàn giáp ranh với thành phố Đà Lạt và các huyện trong tỉnh, cùng nhiều thắng cảnh thiên nhiên xinh đẹp, huyện Lâm Hà có tiềm năng phát triển du lịch rất lớn. Nếu khai thác được thế mạnh về du lịch tham quan nghỉ dưỡng, kết hợp với du lịch canh nông, sẽ đưa Lâm Hà trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách thập phương, đóng góp rất lớn trong phát triển kinh tế xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Thác Voi, điểm tham quan nghề dệt thổ cẩm truyền thống Cường Hoàng Siêu, khu du lịch canh nông Trà Long Đỉnh, chùa Đinh Ẩn là những danh lam thắng cảnh du lịch sinh thái nổi tiếng của huyện Lâm Hà. Nếu ai một lần đặt chân đến tham quan thưởng lãm thì không thể tả hết vẻ đẹp huyền diệu hoang sơ nơi đây. Khi mà đến với khu du lịch Thác Voi thì em rất là ngạc nhiên với cái cảnh sắc hoang sơ ở đây. Cảm giác rất là hùng vĩ, rất là đẹp. Em có thấy Thác Voi là một thác du lịch mạo hiểm đáng để thử ở Đà Lạt. Anh, đây là lần đầu tiên em tới đây ạ. Dạ, em thấy là ở đây rất là không khí rất là thoải mái, mát, trong lành và bên kia lại còn có bên bờ hồ nữa. Dạ, em thấy rất là hợp lý, tại vì vừa có thể là từ kết hợp từ sản xuất để với cả cộng thêm tham quan để tăng thêm thu nhập. Rồi cũng là có một nơi lý tưởng để nhiều người có thể đến để cảm nhận cái không khí trong lành đây. Mặc dù có thế mạnh về du lịch sinh thái, du lịch canh nông, nhưng thời gian qua huyện Lâm Hà chưa khai thác được tiềm năng lợi thế của mình. Việc quảng bá xúc tiến đầu tư cùng với hạ tầng giao thông, nguồn nhân lực phục vụ du lịch còn thiếu và yếu là những nguyên nhân ảnh hưởng đến phát triển du lịch dịch vụ ở huyện Lâm Hà. Bên cạnh đó, đa phần lượng khách đến với các điểm tham quan tại địa phương chủ yếu là khách lẻ, chưa thu hút được lượng lớn khách đoàn. Đối với công ty Long Đỉnh thì vừa rồi chúng tôi cũng đã được nhận giấy chứng nhận là điểm du lịch canh nông của tỉnh Lâm Đồng. Thì trong thời gian sắp tới chúng tôi cũng sẽ có định hướng là phát triển mạnh cái điểm du lịch của mình, đồng thời kết hợp với các tour tuyến để làm tạo cho khách tham quan đến với chúng tôi nhiều hơn và phát triển mạnh hơn về dịch vụ du lịch của mình. Việc thu hút các doanh nghiệp đến với địa bàn tỉnh Lâm Đồng để đầu tư đó là một chuyện mà các doanh nghiệp đều mong muốn. Tuy nhiên là để doanh nghiệp có thể yên tâm đầu tư tại Lâm Đồng thì tôi nghĩ rằng là đối với doanh nghiệp tôi hoặc là một doanh nghiệp khác cũng vậy, là nhà nước làm sao tạo điều kiện cho các cơ chế chính sách nó thông thoáng hơn. Doanh nghiệp đầu tư tại Lâm Hà thì phải làm cho đường giao thông thuận tiện hơn. Với mục tiêu khai thác có hiệu quả lợi thế về điều kiện tự nhiên, truyền thống và các giá trị văn hóa lịch sử để phát triển ngành du lịch Lâm Hà theo hướng chất lượng cao và bền vững, nhanh chóng đưa du lịch trở thành ngành kinh tế động lực của huyện, là điểm đến an toàn và thân thiện. Huyện Lâm Hà phấn đấu tăng trưởng khách du lịch mỗi năm từ 10 đến 15%. Để thực hiện được mục tiêu này, địa phương cần tạo cơ chế thông thoáng nhằm thu hút được các nhà đầu tư vào lĩnh vực du lịch dịch vụ. Chúng tôi sẽ đẩy mạnh quảng bá
rồi cũng như tạo điều kiện cho các đơn vị, các cơ sở sản xuất kinh doanh, rồi các đơn vị khai thác du lịch trên địa bàn phát triển, chúng tôi tạo điều kiện cho các đơn vị đó, và cũng như là đẩy mạnh phát triển sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học và sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế trang trại. Thì tôi hy vọng rằng là trong thời gian tới thì du lịch canh nông, rồi du lịch mạo hiểm, du lịch văn hóa bản địa thì trên địa bàn sẽ phát triển tốt, để làm cái động lực để phát triển kinh tế xã hội của huyện nhà. Du lịch sinh thái tiểu thủ công nghiệp làng nghề, du lịch sinh thái kết hợp với các sản phẩm nông nghiệp, xây dựng mô hình trang trại kết hợp với du lịch là những sản phẩm mà huyện Lâm Hà đang có thế mạnh. Nếu khai thác được những lợi thế này thì Lâm Hà sẽ trở thành điểm đến lý tưởng cho nhiều du khách thập phương, đóng góp rất lớn vào sự phát triển kinh tế xã hội và nâng cao đời sống của nhân dân. Phần tiếp theo của bản tin thời sự tối nay, Lâm Đồng đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2019. Triển khai kế hoạch đẩy mạnh các giải pháp năm an toàn giao thông quốc gia 2019. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành kế hoạch tuyên truyền nâng cao trách nhiệm, khuyến khích sự hợp tác và phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Theo đó, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền trên địa bàn tỉnh, khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại theo định hướng gia tăng quyền lợi cho người tiêu dùng và đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Song song đó, tiếp tục tích cực vận động tuyên truyền về cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, vận động các tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ tham gia các hoạt động bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Các hoạt động hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2019 tập trung vào Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, các mùa mua sắm hoặc các ngày cao điểm mua sắm trên thị trường, được tập trung tổ chức cao điểm trong tháng 3 và kéo dài đến hết tháng 5 2019, bao gồm treo băng rôn, cờ phướng, tổ chức lễ phát động Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam 2019, kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp hành động vì người tiêu dùng, hãy sản xuất kinh doanh lành mạnh và hướng tới tiêu dùng bền vững. Những năm qua, huyện Đạ Tẻ đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cơ cấu cây trồng. Toàn huyện đã chuyển đổi 1.543 hectare điều sang trồng cao su, rau tầm và cây ăn trái. Chuyển đổi cơ cấu mùa vụ từ 2-3 vụ lúa sang 2 vụ lúa, 1 vụ bắp đông xuân, đạt 1.126 hectare. Theo ngành nông nghiệp, trên địa bàn hiện đang phát triển hơn 1.340 hectare cây dâu với hàng ngàn hộ làm nghề nuôi tầm. Mức thu nhập có thể nói là cao nhất so với các loại cây trồng khác. Chủ trương của huyện là khuyến khích các hộ chuyển đổi những loại cây nông nghiệp, cây công nghiệp có thu nhập thấp và nhiều rủi ro sang trồng cây trồng phù hợp. Để tạo điều kiện thực hiện chủ trương này, huyện sử dụng nguồn kinh phí phát triển nông thôn hỗ trợ 5 triệu đồng một hecta để chuyển đổi sang loại cây trồng phù hợp. Với việc tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đời sống nhân dân trong toàn huyện không ngừng được nâng lên, góp phần đưa 3 xã còn lại là Đà Ban, Mỹ Đức và Đà Lây về đích nông thôn mới trong năm 2018. Nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới đến nay lên 10 xã. Tiếp tục chương trình là những tin vắn đáng chú ý khác. Thực hiện năm an toàn giao thông quốc gia với chủ đề an toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô xe máy. Trong năm 2019 và đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và lễ hội xuân 2019, Ban An toàn Giao thông tỉnh Lâm Đồng sẽ tập trung nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến luật pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, xây dựng văn hóa giao thông an toàn, gắn mục tiêu giảm tai nạn giao thông từ 5 đến 10% ở cả 3 tiêu chí so với năm 2018. Thực hiện các giải pháp chấn chỉnh các vi phạm đối với dịch vụ xe taxi trên địa bàn tỉnh, đồng thời thực hiện đồng bộ các giải pháp hạn chế sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân, kiểm soát chặt các điều kiện về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của các phương tiện cơ giới, đặc biệt là trong các khu vực trung tâm đô thị. Ban An toàn Giao thông tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị địa phương chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt và đồng bộ các giải pháp giảm tai nạn giao thông trên toàn tỉnh ngay từ đầu quý, đầu tháng và cả năm 2019. Tiếp tục kéo giảm tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ trên quốc lộ 20, các đầu mối giao thông trọng điểm và tại thành phố Đà Lạt trong các ngày lễ, đặc biệt chú trọng triển khai thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán sắp tới.
Ngày 8 tháng 1, Trường Đại học Giặc San Đà Lạt đã tổ chức Hội sách sinh viên. Ngày hội đã thu hút sự tham gia đông đảo sinh viên nhà trường với gần 20 gian hàng sách được các bạn sinh viên sắp xếp trưng bày với nhiều ý tưởng khác nhau. Ngoài trưng bày triển lãm sách, Hội sách đã diễn ra nhiều hoạt động như tập làm khởi nghiệp với việc bán sách, tổ chức mini game và gian hàng trưng bày các ấn phẩm của trường. Thông qua hoạt động này nhằm tuyên truyền đam mê và thói quen đọc sách trong sinh viên Giặc San, giúp sinh viên nhận ra được giá trị của việc đọc sách. Đây là nền tảng cơ bản hướng đến mục tiêu học tập suốt đời để đáp ứng được những thay đổi nhanh chóng của xã hội hiện nay. Nội dung đáng chú ý trong phần tin trong nước, nhiều thanh niên khởi nghiệp khó khăn vay vốn sản xuất. Công nhân, người lao động thấp thỏm chờ thưởng Tết 2019. Theo Ngân hàng Nhà nước, tăng trưởng tín dụng đến cuối năm 2018 của hệ thống ngân hàng đạt khoảng 14% so với cuối năm 2017. Đây cũng là tỷ lệ tăng trưởng tín dụng thấp nhất kể từ năm 2014. Ngân hàng Nhà nước cho biết, cơ cấu tín dụng tiếp tục có sự điều chỉnh, trong đó tập trung chủ yếu vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Lĩnh vực ưu tiên tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro được kiểm soát. Tín dụng cho lĩnh vực thương mại dịch vụ đứng đầu với mức tăng trưởng gần 16%. Tín dụng cho lĩnh vực công nghiệp xây dựng tăng 12,1%, còn tăng tín dụng cho nông nghiệp tăng hơn 8,8%. Mặt bằng lãi suất được duy trì trong bối cảnh lãi suất thị trường quốc tế gia tăng phổ biến khoảng 6-9% một năm đối với kỳ hạn ngắn và khoảng 9-11% một năm với trung và dài hạn. Hỗ trợ vốn sản xuất là một trong những điều kiện cần thiết để giúp thanh niên khởi nghiệp, phát triển kinh tế gia đình. Tuy nhiên hiện nay trên địa bàn tỉnh Gia Lai vẫn còn nhiều đoàn viên thanh niên chưa có cơ hội tiếp cận nguồn vốn để đầu tư sản xuất. Mặc dù đã lập gia đình, nhưng anh Nguyễn Ngọc Nhơn ở thôn 2 xã Iapia, huyện Chư Prong vẫn làm kinh tế chung với bố mẹ và làm thuê cho các gia đình trong thôn. Bản thân anh muốn đầu tư thêm chăn nuôi để tăng thu nhập, nhưng chưa thực hiện được. Bởi điều kiện để ngân hàng cho vay vốn thì phải có tài sản tín chấp. Trong khi đó, sổ đỏ của gia đình thì bố mẹ đã vay đầu tư làm ăn. Theo như bản thân tôi thì cũng mình muốn làm ăn cái gì đó, ví dụ như là chăn nuôi, nuôi dê hay làm nuôi con gì, con bò, con dê gì đó. Thì muốn có nguồn vốn thì tiếp cận vốn thì rất khó khăn. Thì muốn đi vay vốn thì phải thế chấp đất, sổ đỏ để mà vay. Thì thanh niên thì mới lập nghiệp thì không có gì để thế chấp. Như thực trạng như bữa nay thì thanh niên thì không có nguồn vốn để sản xuất thì bắt buộc các thanh niên thì phải đi làm ăn xa, những như ở Sài Gòn. Hiện nay tại các địa phương, ngoài nguồn vốn từ các ngân hàng đứng chân trên địa bàn, thì thanh niên có cơ hội vay vốn từ Quỹ Quốc gia về Việc làm chương trình 120 của Trung ương đoàn. Tuy nhiên, đa số đoàn viên thanh niên còn sống phụ thuộc vào gia đình. Một số trường hợp tách hộ khẩu ra ở riêng, tiềm lực kinh tế còn hạn hẹp nên không có tài sản để thế chấp. Bên cạnh đó, chương trình 120 của Trung ương đoàn là chỉ tập trung cho hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh, chứ không phải cho các dự án trồng trọt chăn nuôi nhỏ lẻ của đoàn viên thanh niên nông thôn. Vì thực sự ra vốn, tiếp cận với thanh niên với nguồn vốn rất là khó. Vì là nói thẳng ra luôn là khi mà có các nguồn vốn từ hỗ trợ từ ngân hàng chính sách, thế nhưng mà họ cần phải có cái bảo chứng, tức là cần phải có cái tài sản tín chấp. Thế nhưng mà tinh thần là thanh niên thì họ chưa có tài sản, hoặc một số gia đình thì họ có tài sản nhưng mà cái tài sản đấy lại của bố mẹ và khi họ đứng lên thì rất là khó. Theo số liệu thống kê, tổng dư nợ do đoàn viên thanh niên tỉnh quản lý gần 553 tỷ đồng. Thông qua 16 chương trình với hơn 18.000 đoàn viên vay, từ nguồn vốn vay, thanh niên đầu tư chăn nuôi, trồng trọt và thực hiện các mô hình khởi nghiệp. Tuy nhiên, số đoàn viên thanh niên có nhu cầu vay vốn vẫn còn nhiều. Trước những vướng mắc đang tồn tại ở địa phương, tỉnh đoàn đã kiến nghị với Trung ương đoàn để có những giải pháp khắc phục, tạo điều kiện cho thanh niên được tiếp cận nguồn vốn. Ban thường vụ tỉnh đoàn vừa rồi cũng trao đổi với Trung ương đoàn để thực hiện cái việc mà ưu đãi cho thanh niên vay vốn để phát triển kinh tế, đặc biệt là các cái mô hình kinh tế tại địa phương để giúp cho thanh niên có cái cuộc sống ổn định. Thì ngoài cái vay vốn của phối hợp với cái ngân hàng chính sách thì thanh niên đã vay trên cái ngân hàng đó và bây giờ là đẩy nhanh cái việc mà tháo gỡ được cái vốn 120 của Trung ương đoàn năm 2019 là sẽ đẩy mạnh cái vốn này cho thanh niên, giúp cho thanh niên phát triển kinh tế ở một cái tầm lớn hơn
ở tầm có đề án, có thực hiện được cái đề án và xây dựng kế hoạch để phát triển kinh tế, mô hình kinh tế tại địa phương. Trước những vướng mắc đang tồn tại trong việc tiếp cận nguồn vay, thì các cấp bộ đoàn đang lên đồng triển khai nhiều hoạt động chương trình tạo quỹ để hỗ trợ vốn, giống cây trồng, vật nuôi cho thanh niên khó khăn lập thân lập nghiệp. Hy vọng phát huy sức trẻ và sự sáng tạo, mỗi thanh niên sẽ phấn đấu vươn lên làm ăn, phát triển kinh tế, gia đình, góp phần xóa đói giảm nghèo tại địa phương. Càng gần cuối năm, vấn đề lương thưởng Tết năm 2019 càng được người lao động và công nhân quan tâm. Dù chưa công bố đại trà về mức thưởng Tết, nhưng nhiều nơi công nhân đã nhận được tin vui. Thấp thỏm chờ đợi là tâm trạng chung của nhiều người lao động khi mong chờ thưởng Tết cuối năm. Tâm trạng cũng rất muốn để có một cái tiền mình thưởng ấy, để mình còn trang trải thêm cuộc sống bây giờ đấy, và còn sắm Tết. Em thì mới đi làm, là nếu mà có thưởng Tết thì nó mình mới đi làm một phần giúp đỡ bố mẹ nhiều hơn, nhưng không có thì cũng hơi buồn một tí thôi. Năm nay theo ghi nhận, nhiều doanh nghiệp đã dự kiến sớm mức thưởng Tết. Tại đơn vị này, mức thưởng Tết đã được công bố sớm trước 3 tháng, bởi thưởng Tết được doanh nghiệp coi như một khoản chi phí cố định nhằm tránh tình trạng công nhân nhảy việc, thiếu hụt lao động sau mỗi dịp Tết. Lương luôn luôn thì lương và thưởng thì thường thường đối với máy chín là bình quân khoảng trên một tháng lương. Cái cạnh tranh lao động thì nó quyết liệt như vậy. Nếu mà không tập trung vào cái việc mà chăm lo cho người lao động thì cái việc mà thiếu hụt lao động là cái chuyện có thể xảy ra. Khảo sát sơ bộ, mức thưởng Tết năm 2019 cao nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh là 1 tỷ 170 triệu đồng, ở Hà Nội là 400 triệu đồng. Nhóm doanh nghiệp FDI có mức thưởng cao hơn so với các nhóm còn lại. Cái lương thưởng nó cũng phải dựa trên cơ sở cái hiệu quả hoạt động của cả doanh nghiệp. Thế thì đúng là nếu mà dồn tất cả về cuối năm thì thứ nhất là nó cũng tạo áp lực cho doanh nghiệp rất nhiều. Thứ hai là bản thân người lao động thì nó cũng có thể là người ta cũng có mong muốn là có thể thưởng thành 2 kỳ một năm để tạo cơ hội. Để tránh tình trạng doanh nghiệp nợ lương thưởng, Bộ Lao động Thương binh Xã hội yêu cầu trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn cần thông tin với tổ chức công đoàn để phối hợp có kế hoạch thưởng Tết và hỗ trợ cho người lao động. Bản thân tổ chức công đoàn của chúng tôi cũng đã trích một phần cái kinh phí, chuẩn bị một phần kinh phí để hỗ trợ người lao động. Làm sao nếu trong cái dịp Tết Nguyên đán này, nếu mà xảy ra trường hợp này thì các cấp cùng với tổ chức công đoàn phải vào cuộc để đảm bảo cho cái người lao động cũng phải được đảm bảo ít nhất là họ có một cái Tết về quê ăn Tết và có một cái Tết đảm bảo được tối thiểu của một cái người lao động sau một năm lao động sản xuất. Theo các chuyên gia, lương thưởng là vấn đề khá nhạy cảm. Thay vì công bố mức lương khủng hoặc thưởng chênh lệch quá nhiều sẽ gây ra những hiểu nhầm bức xúc cho người lao động. Hiện nhiều doanh nghiệp dàn đều tiền thưởng Tết ra các tháng, các quý trong năm. Mức thưởng tháng lương thứ 13 chủ yếu bằng một tháng lương. Để phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người dân, thành phố Đà Nẵng đã phối hợp cùng các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, đơn vị phân phối, các chợ trên địa bàn thành phố chuẩn bị nguồn hàng phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi với tổng giá trị dự trữ hàng thiết yếu hơn 1.600 tỷ đồng. Bánh kẹo, mứt là một trong số mặt hàng thiết yếu của thị trường Tết. Hiện tại, mặt hàng này được các tiểu thương chợ Cồn, Đà Nẵng bày bán với nhiều chủng loại phong phú, mẫu mã đa dạng và nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Năm nay hoàn tất ở chợ Cồn thấy rất là phong phú mà hộp vệ sinh sạch sẽ, đồ chơi cũng vô bì, vô hộp hết sạch sẽ, nhưng mà hoàn tất rất mới mẻ, không có hoàn cũ, không có hoàn. Mặc dù lượng hàng hóa trữ Tết năm nay tại các chợ không tăng về số lượng, nhưng tập trung về chất lượng và mẫu mã. Theo ghi nhận, hiện tại, hàng Việt Nam chất lượng cao chiếm thị phần lớn tại các chợ ở Đà Nẵng. Hàng Việt được nhiều người tiêu dùng lựa chọn bởi có phân khúc hàng hóa đa dạng, chất lượng và giá cả hợp lý. Về các mặt hàng như hạt điều, này, hạt macadamia, này, hạt sen, này, hạt dưa này, là hàng sản xuất tại Việt Nam mình. Những năm gần đây thì người ta dùng những cái mặt hàng của Việt Nam mình rất là nhiều. Nhìn nhận của chúng tôi thì cái lượng hàng hóa năm nay bà con là đưa về trong cái dịp này là tăng khoảng từ 25-30%. Chủ yếu là có cái mặt hàng về cái thực phẩm công nghệ như là bánh kẹo, mứt, hạt dưa, có cái loại là bò rim, cá rim.
rồi về cái hàng hóa như là cái áo quần, giày dép, túi xách thì nó tăng khoảng 10%. Ngoài dự trữ hàng hóa, các chợ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cũng thực hiện kiểm soát việc niêm yết giá tại các khu vực kinh doanh mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết. Bên cạnh đó, các chợ cũng khuyến khích tiểu thương tham gia các chương trình khuyến mãi giảm giá từ 10 đến 15% để kích cầu tiêu dùng trong dịp Tết năm nay. Thông tin cuối của bản tin tối nay, câu lạc bộ nuôi dạy con tốt ở buôn làng tại xã Đinh Nớ, huyện Lạc Dương góp phần xây dựng đời sống mới và văn hóa ở khu dân cư. Thưa quý vị và các bạn, không kể ngày nắng hay ngày mưa, thời gian sớm tối, cứ mỗi lúc nông nhàn là chị em trong câu lạc bộ nuôi dạy con tốt thôn 1, xã Đinh Nớ, huyện Lạc Dương lại hội tụ. Họ gặp gỡ, trao đổi và cùng nhau đến các gia đình trong thôn để tuyên truyền, vận động, chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con tốt, cũng như thực hiện đời sống mới và xây dựng văn hóa ở khu dân cư. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Là người khởi xướng và thành lập nên mô hình câu lạc bộ nuôi dạy con tốt, nên chị Bon Niên Kapert, chủ nhiệm câu lạc bộ, vẫn luôn là người tiên phong trong mọi hoạt động của câu lạc bộ. Chị Kapert chia sẻ, để khắc phục khó khăn ban đầu và giúp câu lạc bộ hoạt động hiệu quả, bản thân chị đã phải nỗ lực, chịu khó tìm tòi qua nhiều kênh thông tin, sách, báo, TV. Bên cạnh đó, các chị em hội viên cũng đã tích cực tham gia các đợt tập huấn bồi dưỡng về kiến thức nuôi dạy con tốt, về kế hoạch hóa gia đình, bài trừ hủ tục để có thêm kinh nghiệm, kỹ năng tuyên truyền, thu hút hội viên, xây dựng, củng cố, phát triển mô hình câu lạc bộ. Tôi nghĩ như thế này, đã nuôi dạy con tốt thì phải nuôi con từ trong bào thai ra. Là lúc đó là tôi cũng lựa chọn cái nội dung là chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ mang thai, rồi chế độ dinh dưỡng cho bà mẹ mang thai, chăm sóc sức khỏe vị thanh niên. Vì đối với vị thanh niên thì ngoài việc học ra thì nó cũng cần những hoạt động vui chơi, giải trí. Nhưng mà làm như thế nào để mà trẻ vui chơi, an toàn, mà vui vẻ, khỏe mạnh, thì cái đó thì tôi cũng đưa hết vào cái nội dung mà tuyên truyền. Thôn 1 xã Đơn Cờ Nớ, huyện Lạc Dương hiện có 169 hộ dân với trên 99% là đồng bào dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên. Lâu nay, người dân nơi đây vẫn sống chủ yếu dựa vào nương rẫy và nhận khoán quản lý bảo vệ rừng. Do hoàn cảnh khó khăn nên các gia đình trong thôn trước đây chưa quan tâm đúng mức đến việc chăm sóc, nuôi dạy con cái. Thông qua chương trình hoạt động của mình, các thành viên của câu lạc bộ thường xuyên tuyên truyền, vận động gia đình và người dân trong thôn thực hiện nếp sống mới ở khu dân cư. Gia đình tôi thì có sinh được hai đứa con gái, thì hai đứa con gái thì tôi cũng cho nó đi học để mà sau này nó có tương lai tốt đẹp. Đầu tiên là sinh con xong là lúc đó là không biết cho con bú là như thế nào, chăm sóc con là như thế nào, nhưng mà nhờ bên hội phụ nữ kia họ chia sẻ xong rồi chị mới biết là chăm sóc con là như thế nào. Rồi cho con ăn uống, rồi tắm rửa mặc đồ cho nó. Từ lúc biết tham gia chị em phụ nữ tốt á, cuộc sống của mình á nó tốt hơn. Với cái xong rồi đi cũng đi vận động chị em phụ nữ cũng đi chung. Lúc đầu thì một hai người tham gia, xong rồi sau đó là nhiều người đi tham gia. Các thành viên trong câu lạc bộ còn giúp nhau trong sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển kinh tế gia đình. Khi mới thành lập câu lạc bộ chỉ có 10 thành viên tham gia, đến nay câu lạc bộ đã có 50 hội viên phụ nữ tham gia. Đặc biệt trong câu lạc bộ không có con em là học sinh bỏ học, tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống không còn, nhiều hủ tục lạc hậu đã được xóa bỏ. Cái này là một cái mô hình điển hình của địa phương, là một mô hình dân vận khéo. Trên cơ sở mô hình của câu lạc bộ nuôi dạy con tốt của thôn 1 này thì định hướng của xã sẽ trong thời gian tới là sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình này sẽ đến với các thôn khác. Mỗi buổi gặp mặt, sinh hoạt, câu lạc bộ nuôi dạy con tốt của chị em phụ nữ thôn 1, xã Đơn Cờ Nớ, huyện Lạc Dương luôn diễn ra trong không khí vui tươi như vậy, không gò bó bởi bàn ghế hay phòng họp, chỉ đơn giản là quây quần bên nhau, chia sẻ những câu chuyện, kinh nghiệm của bản thân, cùng đưa ra các giải pháp, lời khuyên cho nhau tốt hơn. Và có thể khẳng định, sự ra đời của câu lạc bộ đã góp phần làm thay đổi nhận thức của bà con địa phương trong chăm sóc con cái, thực hiện nếp sống văn minh, phát triển kinh tế gia đình.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.